Con xin tự giới thiệu, con tên là Trần Thị Số, học sinh lớp 12 C2. Con thấy mặt các bạn học sinh nói chú là con rất là cảm động trước những món quà thầy đã tặng. Thì con thấy cố gắng đi học để không bao giờ bị thất vọng. Rồi xin mời các bạn dùng cơm chứ để đói bụng ấy. Các em ăn đi. Về đằng sau kìa. Nhìn đằng sau chưa?